Từ mày bỏ qua đây nè, cái tay mày bỏ qua đây nè, con mới chụp được cái thế đó chứ. 1, 2, 3. Nhiều đồ đẹp mà có một đôi giày thích thương quá nên mình mới đầu tư cho Su là 10 đôi luôn. À, 10 đôi mới luôn á anh em. Thì mang hai mang giày mới đi chơi hả? Thì mang cho Su thử đẹp không? Rồi con dẫn Su đi mua cái phô mai cho em luôn chứ. Con thấy em hết phô mai rồi. Nãy ghé qua kia mua cho em ít phô mai. Đó thì mọi người, đây mọi người thấy cái đôi giày mới của Su đẹp không? Đôi giày thường, màu thường á. Hôm qua mình phải đi lựa hết mấy shop mới có đó. Chị sợ quá, sao đây? Sợ dữ con, Su. Đi không mẹ? Ăn gì chưa? Dĩa đá rồi đi. Đi dĩa đá rồi đi, đi sáng, chơi. Sáng giờ dĩa rồi, và yến cục ngồi kia kìa. Đó, dĩa đá chưa? Đây, 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 đi con. Rồi đi. Đó thì đây quay cho anh em xem cái đôi giày mới và lại bộ đồ chấm bông bi của Su luôn á. Su đi xách cho anh. Nè, 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 tìm gái chưa? Tìm gái chưa? Đi xách cho anh, đi xách cho anh nè. Rồi, thôi đi vô đây, đi vô đây để lấy cho cái kia. Đi vô. Đi vô đây xong. Đi xe nha nè. Rồi đi vô tủ lạnh. Đi kẹp đây. Đi tủ lạnh. Nào cái kẹp đâu? Cho cái kẹp này. Đi còn cái kẹp đi, con kẹp. Con kẹp. Thôi đứng yên đó nha. Lấy tiền đó. Đó, để mình lấy mình lấy châm lửa mình đi mua cho Su phô mai luôn anh em à. Su, cho Su sọc đi, mình kẹp bên trong. Kẹp cái kẹp đây của cái bộ đồ tắm cho nè. Mình kẹp chứ. Nè nó xinh. Đi chơi hả con? Đi. Tìm gái ghê chưa? Đi, đó. Ê, bây giờ để mình dẫn Su đi mua hai ba hộp phô mai cho Su nha. Đây. Mẹ nó dài đẹp hay chứ con? Ờ, đôi dài đẹp ghê á mẹ. Tao đi mẹ coi. Sao đi xách ra, đi xách vô. Kẹp cái ghê á, đây đi mua. Đi mua hai bộ phô mai ban. Rồi, đi ra ngoài luôn. Đây. Chu cha mẹ nghĩ sao bà ỉa, bà ỉa mua cái cục to đùng vậy hả? Mày dọn cho con nha. Con đi, con để mày dọn. Đây ban. Đây. Thấy chưa? Rồi bye bye cả nhà nha, mình đi mua phô mai cho Su đã. Đây. Mọi người ơi, cái thằng cu mình này, mình coi thật. Thằng Thắng mình đã đi rồi mọi người ơi, nãy giờ mình canh nè. Nãy giờ mình canh, mình coi nó là nó đi để mình làm cái màn chôn nó cái đây nè, đây nè. Hai anh em dẫn con Su ra bà dĩa đá ra nè, xong rồi bỏ ra dài nè, không hốt không đồ gì mà thúi vậy bà bỏ đây nha. Bà bỏ dẫn cái con nhỏ đi mua đồ. Hôm nay nè nha mọi người nha, mình nghĩ là cái màn chôn bắt đầu là không, một cái khay đây này mọi người nhớ không, từ cái khay đây mà nó đem nó bỏ ra một trước á là nó lừa mình ra, nó nói á là con Su mình đã bị hai thằng nó bắt mà bữa nó làm cho mình giúp cho mình đó. Nay là mình cũng lấy từ cái khay đây này chôn lại nó để cho nó về thì cái phản ứng nó sao để mọi người chờ mình tí xíu nha.
em phải nhờ cái đây tí xíu. Rồi. Đó, nó đang về đó mọi người ơi, mọi người chờ thử nha. Để nó về đây thử, mình cho cái màn này mọi người coi thử là nó phản ứng xem nha. Mình bỏ cái đây ra ngoài đây. Ngồi quá. Mà quá đi. A few moments later. Mọi người ơi, thì mình chờ nó về nè. Chơi cái trò này hơi bị dơ đó, nhưng mà để cho nó chừa cái tật nó đi. Suốt ngày là cứ canh mình là bắt đầu bày trò ra, là bày cái trò này trò kia ra để cho mình nó đang chuẩn bị nó đang về. Chứ không đang về chứ. Anh gì vậy? Nhan chót mình bây giờ là mình lái lại rồi thôi vô đây hốt luôn đây đi liền luôn đi con.
Sao xong sáng chứ con đi ị mà con nói ăn thuốc là con để nhà ăn thôi nhà hả con? Thôi mày dơ mày ơi. Thôi bữa sau con chơi mẹ nên mày dơ quá đi. Đó con thấy mà... con ấy mẹ mấy lần chưa? Đó bây giờ mẹ làm cho con một lần nha con sợ. Chết đi mày ơi. Anh em. Hả? Sao mẹ mình làm sao mẹ anh nhìn thấy không? Thấy cưới nó đồn ra được bắt đi chứ. Nghĩ ra anh con là con ghê rồi. Hả? Nghĩ ra mà kia. Thôi cắt đi. Dơ quá đi. Rồi đi xuống dơ quá. Lấy cái nước sát khuẩn ra rửa tay đi. Rồi xong rồi để mày dọn cái tay cho nó. Đó nhớ chưa? Nhớ chưa? Giờ quá đi, thôi, con chơi mẹ đâu mà. Giờ bây giờ là o xì rồi, o xì mẹ luôn. Sâu đừng có chơi mẹ đâu, đứng lên đi ba đi. Đừng có chơi mẹ nữa. Làm gì phải chót lại như vậy đó, bây giờ phải dọn đây. Giờ quá, thôi đi, sâu. Bọn em đi nha. Anh đừng vô cái cục của em á. Em dơ vừa vừa thôi. Thôi, thôi đi vô đây. Thôi mẹ dơ quá đi, thôi đừng chơi mẹ nữa, mẹ chơi dơ quá.